Chào mọi người, hôm nay mình có đi qua chỗ Gò Vấp này, phường 10 quận Gò Vấp. Thì ở đây có một cái vườn rau cực kỳ đẹp, thật là ngạc nhiên, ở giữa Sài Gòn lại có một cái vườn rau này đẹp như thế này mọi người ơi. Ở ngoài thì trong một cái rặng dưới tàu với những cái cây tóc tiên đấy. Còn phía trong thì trồng rau mọi người, rất là đẹp. Xung quanh thì toàn là nhà cao tầng. Trong này thì trong mái nữa mọi người. Để mình đi vào trong này xem như nào nhé. Ông hôm qua cái gà bó xôi nó ngon. Mái này là của mình trồng luôn hay là sao ta? Nhà. Nhà luôn à? Dạ. Đẹp quá. Ăn cái đồ lạ cho nó không ớn. Nên nó rất là yên bình. Nó làm gà nó ớt xong nó hấp chín hết. Người ta mà ớt xong chín nó bắt đầu. Đầu sôi nó nấu chín sẵn hết rồi. Còn rau nó bỏ ở đó. Nó chảy giống cho mình gói tét rồi đó. Đi vào trong này nè, trong này một nếp nhà rất là cổ mọi người. Đúng cái kiểu phong cách của những cái miền Nam trước đây mọi người, Sài Gòn. Trong này thì con chào bà. Dạ, con chào bà. Đây, mình vào trò chuyện với bà chút xíu nha mọi người. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà ha? 85. 85 tuổi. Cái vườn của mình đây là của một gia đình hay là của nhiều người hả bà? Một tủ à. À, tức là của bà hay? Ừ. À, của bà luôn. Mình ở đây lâu chưa bà? Ở hồi nào giờ ở đây mà, gốc gác ở đây mà. Gốc gác ở đây. Mình sống bằng trồng rau hả bà? Ờ, trồng rau này không mà. Dạ. Cái vườn của mình là rộng bao nhiêu mét vuông bà ha? Hết cả luôn, nhà luôn, đồ có heo mà đất ruộng có 30 cao. 30 cao? Ừ. 30 cao đất là bao nhiêu? Có vậy đâu á, trong đó giấy tờ là có vậy đâu à. 30 cao đất là bao nhiêu mét vuông bà ha? Khoảng như là 3000 mấy. 3000 mấy. À, con chào cô ạ. 3000 mấy ha. Thì là bao nhiêu thế hệ là sinh sống ở đây rồi bà ha? Trời ơi, lâu rồi, ở đây bao nhiêu năm nay rồi mà. Dạ. Người ở đây chứ không phải ở đâu. Người, yeah. người gốc gác ở đây. Gốc gác ở đây. Dạ. Yeah. Sinh sống ở đây lâu rồi. Giống như là ông già. Dạ. Bà ông cha, ông bà, ông giải là cũng ở đây chứ không có. Dạ. Chứ không phải ở lâu mà ở đây. À. Sống ở đây, gốc gác ở đây. Dạ. Yeah. Có khách nào mà người ta tới đòi mua mảnh đất nhà mình không bà? Không mà giờ đất vậy giờ đâu bán được đâu. À, không bán được. À. Đất tổ tiên ông bà để lại mình cũng không bán để được. Lợi nhưng bà cũng nói như hồi trước á. Dạ. Còn bán buôn được chứ hầu giờ giải phóng vô đây giờ khó. Khó bán. Ừ. Nên cũng cứ. Dạ. Như tôi đây giờ kêu tôi lên thổ cư á, kêu đất thổ cư. Dạ. Đóng thuế nặng lắm. À. Cho con đi con tham quan chính nhà bà. Dạ. Không mày đừng vô trong con chó nha. À. Đi hoài chứ đừng vô trong con chó. Lạ con chó nó dữ lắm. À dạ con chó, dạ dạ. Con đi hoài được chứ còn vô trong không được. À dạ dạ.
cho nên không thể vào được. Ở giữa Sài Gòn có một cái mảnh đất như thế này thì đúng là giá trị, mặc dù nó nằm ở trong con hẻm thôi. Bà chủ thì cho biết là mình có đến 11 người con. Thành ra không tu đây là không có. Mình cứ ở vậy thôi hả bà? Ừ, để ở làm thì sống mà ngày đó. Bà là còn mấy người con hả bà? 11 người nữa. Wow, mà sống ở đây hết luôn hả bà? Ừ, vòng xung quanh đây hả? À, 11 người cũng sống ở đây luôn mọi người. Dạ, cảm ơn bà nha. Dạ. Thấy nha mọi người. Một cái nhà, nhà của mình xây dựng lâu cho bà ha. Lâu à? Dạ. Lâu rồi, còn cái này là mới mới làm sao? À, mới làm sao? 2 năm rồi. Dạ, dạ. Cái nhà là lâu rồi. Dạ, yeah, lâu rồi. Dạ. Yeah. Và nhìn có cái nhà cái này làm hồi 1967. Dạ, 1967 hả bà? Ờ. Dạ. Mai mấy chục năm rồi. À. Dạ. 11 người con đều sống sinh sống ở đây hết. Ờ, ở đây vòng vòng. Dạ. Yeah. Đấy, khung cảnh rất là đẹp. Nuôi chim chim cọp nữa. Chim cọp nhiều. Ba cao đất. Mình cũng biết ba cao đất là bao nhiêu cả. Đây nha mọi người. Chim rất là nhiều.